Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng 4 năm Nhâm Thìn tháng Thiếu, thì cũng là ngày cúng hội theo thường lệ của giáo lý khất sĩ Việt Nam. Thì cũng có chư thiện nam tín nữ tề tựu đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Theo truyền thống của khất sĩ thì cái bài pháp là quan trọng hơn hết. Pháp là gì? Pháp là tất cả hiện tượng giới, trong đó có hiện tượng mà chúng ta nhận được, kêu là hiện tượng chu kỳ. Nó có điều kiện, có hình, có tướng ráp lại. Chẳng hạn như tất cả xác thân chúng ta và sự vật mà chúng chung quanh mà chúng ta thấy, và tất cả những cái gì chúng ta có thể tưởng tượng ra, có thể hồi tưởng lại, thì cái này nó tương đối dễ hiểu. Đó là cái pháp của chúng sanh luân hồi trong sáu đường mà Đức Phật thấy đau đớn cho nên mới sanh ra đời chỉ cho cái pháp giải thoát. Thì 62 tôn giáo trước Đức Phật, tức là hồi Thái tử Sĩ Đạt Ta chưa thành Phật thì tu theo pháp đối trị. Ngài ra rồi Ngài tìm thấy không đúng, cho nên Ngài mới đi tìm con đường tự tìm lấy. Cái pháp thứ hai là pháp giải thoát, tức là pháp sát na. Mà người ta tưởng pháp sát na là niết bàn, nằm ở ngoài cái pháp chu kỳ, thật ra là một cái lầm rất lớn. Pháp sát na chính là cái nền tảng mà chúng sanh dựa vào đó để tạo ra vô lượng pháp chu kỳ. Chẳng hạn như dòng nước và vô lượng lượng sống, thì tất cả lượng sống này mặc dầu là vô lượng hình tướng khác nhau, nhưng mà đều nương vào dòng nước. Dòng nước thì không có tướng, chỉ có cái dòng nước có một mà thôi. Chính cái một này là nơi phát hiện ra tất cả. Cái này là cái chúng ta phải ngồi thiền cho kỹ, chúng ta nắm lấy nó thì chúng ta sống với nó. Mặc dầu sống với lượng sống nhưng chúng ta luôn luôn thấy được dòng nước trong đó. Chúng ta đừng có dính mắc, đừng có chạy theo cái lượng sống, mà chúng ta nhận lại cái dòng nước của mình, tức là dòng nước linh hồn. Còn sống đây tức là những cái xác thân mà chúng ta thấy và những cái cảm giác mà chúng ta cảm được. Cái xác thân thì quý vị dễ nhìn ở đó, rồi có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Còn cái cảm giác thì nó phát hiện ở dây thần kinh, sáu dây thần kinh. Chút nữa chúng ta đi sâu hơn là thần kinh thị giác của mắt, thần kinh thính giác của tai, thần kinh khứu giác của mũi, vân vân. Còn tưởng tức là những cái sự phân biệt, nó mượn cái óc để nó phát hiện. Còn hành tức là những cái ý chí sau khi tưởng tượng rồi nó đắn đo lựa chọn quyết định để hành động, cái đó gọi là hành. Và thức là tất cả những cái kho chứa sau khi đã hành động bằng thân, bằng miệng và bằng tư tưởng, bằng ý, thì nó chứa lại trong cái kho. Thì cái kho này kêu là linh hồn hay là thức uẩn. Tóm lại trong hiện tượng giới chúng ta có năm phần thôi. Nào, hôm nay chúng ta đi sâu vào đó để chúng ta biết, để chúng ta biết thì năm phần này đều luân hồi tất cả, đều đau khổ tất cả, đều sống phải có điều kiện, đều là tất cả đều là sống nương vào dòng nước
mà 62 tôn giáo bạn cả đến bây giờ cũng không ai biết được, làm như đạo Phật nó đã ẩn rồi, dùng chỗ mất thì không đúng. Có lúc đủ điều kiện thì nó hiện, còn thiếu điều kiện thì nó ẩn. Thành ra bây giờ nó vẫn hiện, nhưng mà hiện với những người nào mình kêu đạo Phật kêu là đắc quả, thì hiện là tức là hiện ngay trong sống, người đó sẽ thấy được cái dòng nước, nghĩa là ngay trong xác thân này người đó sẽ thấy được cái sự chuyển biến của linh hồn, ngay trong sắc thọ tưởng hành và kinh nghiệm kiến thức, thấy được có một cái bình đẳng, một cái đồng nhất ngay trong đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu một chút thì chúng ta biết đa số Phật tử không biết rồi người chết đi về đâu, thì chính lúc sống mình còn không biết làm sao biết cái chết, mà nếu hiểu được cái sống thì cái chết mình sẽ hiểu, sống sao thì chết vậy. Thành ra ngay bây giờ Phật tử phải lo cho mình à, coi mình sống ở đâu thì mình chết sẽ về đời sẽ về đâu, và nhìn cha mẹ anh em chị em bà con quyến thuộc sống như thế nào thì mình rước người đó chết sẽ đi về đó. Thường thường nói như vậy ít có sai chạy, trừ những trường hợp ta kêu ngoại lệ, tức là có các bậc Bồ Tát Thánh hoặc các bản hộ niệm đủ điều kiện, người đó có thể vượt bậc tức là nhảy vọt từ các cõi ác, có thể nhảy qua cõi trời hoặc qua thánh nhân, thì người này đã tạo cái duyên cái phước báo nhiều kiếp. Còn có người thấy tu rất tinh tấn mà khi chết lại sa đọa, thì cái này như tôi nói vậy, kiếp này tu tinh tấn nhưng kiếp trước làm những cái nghiệp quá ác, thành ra bị cái nghiệp phản phục nó đưa, thì cái đó trường hợp rất ít thôi. Thì chúng ta chỉ theo Phật dạy trong duy thức mà chúng ta nhìn cuộc sống hiện tại, chúng ta đoán được hầu như 80-90%, còn mỗi người phải tự lo lấy à, phải tự lo lấy để rồi tôi giải quyết cái vấn đề mà cầu an cầu siêu. Cứ thắc mắc có người lại khóc kể lể à, thì cái đó mình thấy khóc cũng không làm gì, nếu cha mẹ mình vừa xuống địa ngục mình cũng không làm gì được, chỉ có cầu siêu cho cha mẹ, biết cách cầu thì cha mẹ vẫn siêu như thường, nhưng mà siêu 70% mà mình cầu 10 phần thì cha mẹ giỏi lắm siêu 6-7 phần, mà nếu cha mẹ có tu á, còn không tu thì đành phải chịu thôi. Cái đó chỉ có thánh tăng ngoại mai ta đắc quả, người ta đi thẳng vào linh hồn của người chết, thì chúng ta cần phải tìm hiểu ngay bây giờ. Vậy thì chúng ta biết rằng cái thời buổi này thì là thời mạt pháp, thì tôi khỏi nói Phật tử cũng biết rồi, vật chất lên ngút đầu, tiện nghi quá đầy đủ, tôi dùng chữ quá thôi, tức là bây giờ chúng ta hưởng thụ quá nhiều. Hồi xưa mà muốn kiếm một cái ngọn đèn không phải dễ, bếp dầu không à, bây giờ đèn neon ông rực rỡ, một nhà có khi xài mấy chục ngọn à, chúng ta có radio, có tivi, có truyền hình, có điện thoại di động, điện thoại bàn, ôi đủ thứ hết, hưởng thụ đủ thứ. Do đó mà chúng ta không có trở về với mình, chúng ta có phóng ngoài, rồi những cái diễn biến ở trong con người mình như thế nào mình chả hay biết gì hết. Thì cái không ai biết đó đạo Phật kêu là vô minh. Vô minh thành ra thời buổi bấy giờ bên Ấn Độ đã chia ra làm ba cõi, cõi vô minh hạng nặng đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Bốn cõi này chưa có tư tưởng, chưa có sự phân biệt. Chút nữa chúng ta đi sâu vào cái cõi đó trong con người của mình, trong con người của mình nó sống chịu chết trong đó, nó không có biết cải sửa. Rồi khi biết rồi nó cải sửa thì qua cõi người và trời dục giới,
tức là giữ ba giới ăn chay 6 ngày, giữ năm giới ăn chay 10 ngày và bắt đầu tu tập thiền định. Nếu không có giới là không thể niệm Phật cho nhất niệm được. Mà giới càng nhiều thì nhất niệm càng mạnh. Mà nhất niệm càng mạnh thì trí huệ càng sáng suốt. Mà sáng suốt thì đâu có dạy gì mà chọn cái cõi xấu mà sanh vào đó. Còn nếu giữ giới ít hoặc không giữ giới thì con người ngu si. Ngu si giàu muốn có lựa cảnh giới tốt, đã giới cái ngu rồi thì chung vào cái cảnh giới ngu si tối om thôi. Thành ra mình đừng có trách trời Phật, nếu có trách là trách mình. Mà trách cái gì của mình là cái giới luật của mình. Thành ra giữ giới rất là khó. Thành ra Phật tử đến với tôi thăm tôi là tôi không cho hỏi chuyện đời, không cho hỏi gì hết. Cái đầu tiên tôi hỏi là có giữ giới không, có ăn chay 10 ngày không, có thọ trì năm giới không. Đối với tôi đó, thành ra nếu mà thăm tôi thì phải thuộc mấy cái đó, còn không là đừng có thăm. Mà nếu không ăn chay không giữ giới thì tôi đuổi đi, tôi không có tiếp. Còn nếu mà con biết rồi, bây giờ con bắt đầu ăn chay giữ giới, con kỳ này tới con sẽ thuy tam bảo, thì tôi sẽ nói chuyện. Tôi sẽ nói chuyện với những người chịu tu. Thời buổi này không thể năn nỉ nữa, không thể khuyến dụ gì được hết á. Một là tu, hai là sa đọa. Vì cái thời nó gấp rồi, nó xuống dốc quá nặng. Thì dĩ nhiên là có quả báo nó phải nặng rồi, cái đó nó phải vậy thôi, chứ không thể nào khác được hết. Cái nhân ác thì có bản ác, mà cái quả nó tới rồi thì trại trời cũng không khỏi nắng. Thấy không? Thì bây giờ không có năn nỉ, không có gì. Một là chúng ta tu, hai là chúng ta không tu. Hồi xưa tôi còn dễ, thọ năm giới có thể ăn 4 ngày rồi tiếng 6 rồi 8 rồi 10, bây giờ không có. 10 ngày không ăn được thì thôi, thì thôi đừng thọ nữa. Nó không còn chần chờ như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì chúng ta còn chờ đợi được, thì năm nay đó thì đài ơi, thế giới nó loan tin đó là sẽ có tận thế, nghĩa là có một trận bão, trận lụt, một trận nổi lên sấm sét. Thì hiện tượng bão giờ quý vị thấy rồi đó, nào là mưa, nào là bão táp, nào là đủ thứ chuyện hết, sóng thần thì chúng ta thấy là ghê rợn. Thì nói 21 tháng 12 đó thì nhất định không phải là như vậy, mà có thể tới trước, mà có thể đúng, mà có thể sau, mà có thể qua. Không ai quyết định được hết. Cái quyết định đó là ở đâu? Chúng ta nói ở ông trời. Ông trời nào quyết định? Ở Phật, Phật nào quyết định mấy cái vụ đó? Chúng ta quên rằng chính chúng ta quyết định. Chúng ta là ai? Là quả địa cầu này 6 tỷ thì 6 tỷ người quyết định cái đó. Thành ra chúng ta có nhìn thế giới bây giờ mà nếu không tu thì nó phải đến. Mà nếu làm ác nữa thì nó đến trước. Còn nếu mà làm thiện thì có thể chậm cải sửa lại. Còn 6 người, 6 tỷ người mà thật sự cải thiện, tôi bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra hết. Thấy không? Thì chúng ta thấy năm 2000 đúng rồi là tận thế. Trong sấm giảng, trong nhất là Thiên Chúa thì nói là tận thế thôi. Nhưng mà 2000 qua không có. Thì chúng ta tưởng là không có. Đừng có nghĩ như vậy. Là do mỗi người thọ giới, rồi lo ăn chay, tu, rồi chuyển nghiệp. Thì cái đạo Phật kêu chuyển nghiệp. Thì nhiều người nói chuyển là 2005, 2005 qua cũng không có. Rồi chuyển lại 2010 cũng không có. Giờ tới 2012 thì quyết định cái đó là ở cái 6 tỷ người này. Mà chúng ta là một trong 6 tỷ thì chúng ta làm sao mà giúp đỡ cái cộng đồng, cái cộng nghiệp này chuyển được. Mà nếu mà 6 tỷ người mà có mới một vài triệu người mà tu thì nó phải đến thôi, và có thể đến trước nữa. Còn 6 tỷ mà 3 tỷ người thì có thể chần chờ kéo dài chút. Còn 6 tỷ người mà hơn 4, 5 tỷ mà biết tu thì có thể nó qua. Còn 6 tỷ người mà cả 6 tỷ người tu hết thì bảo đảm không có gì hết, mưa thuận gió hòa. Mà làm sao có cái đó sư? Cái đó là cái tưởng tượng thì tôi không nói được. Thì theo cái nghiệp của chúng sanh, nếu mà ông có Phật ra đời thì nó được thôi. Còn không thì mấy ông tổng thống, mấy ông vua
phải làm gương, thì dân nó phải theo hết, là không có bắt buộc, không có được. Nếu mà ở trên mà mình hư thì ở dưới hư hết. Chẳng hạn như vấn đề tham nhũng bây giờ tràn lan, nhất là Trung Quốc và Việt Nam. Do đâu? Do mấy ông bự không? Ở trên mà tham nhũng rồi ở dưới làm sao? Nó phải bắt chước. Bây giờ nghèo đói, có người thì giàu, giàu kích xù, có người nghèo thì thật là nghèo. Nghèo cho nên tham nhũng, nói vậy là không đúng. Có người ta nghèo người ta vẫn sạch, có người nghèo mà người ta vẫn ta là trong sạch, ta chịu chết cho người ta không bây giờ mà nhơ bẩn được. Chúng ta coi gương mấy người xưa coi, có nhiều người rất tả tơi vậy đó, nhưng mà vẫn chịu cảnh nghèo chứ không bao giờ mà làm cái gì đê tiện. Còn bây giờ khá khá thì cũng tham nhũng, giàu có cũng tham nhũng. Bây giờ chúng ta thấy có người giàu, giàu hơn xưa kết xù, còn số nghèo bây giờ đông hơn xưa nữa, thì tất nhiên là nó phải nổi loạn thôi. Mà chính cái tư tưởng nữa nó chống lại, là thành ra mưa không thuận gió không hòa. Hãy con người mà bất hòa thì võ trụ bất hòa. Con người với thế giới này là một chứ không phải là hai. Thành ra chúng ta nhìn cái võ trụ mà sôi động thì chúng ta biết cái con người bây giờ sao sao động. Quý vị bây giờ ra tôi thấy không có giống hồi xưa đâu. Người nào nấy thì thờ ơ, không? Nửa người nửa ngộm nửa đời ơi, người không ra người, người nào cũng bệnh muốn chết luôn. Mà đồ thì độc, đồ thì quá học quá chất, mà có ai mà giữ được đâu. Vẫn ăn à. Con người bây giờ kêu là sống liều mạng, sống liều mạng. Nhưng mà kỳ rồi mà dịch cúm gà cúm gì đó thì báo nó đang, nó báo tuổi trẻ nó đang. Thì phóng viên lại thấy ở chợ lớn nhốt hết, vẫn ăn gà vịt nhốt hết. Có khi đem gà đó là thiêu chôn sống cả mấy triệu con, thì nó bán ra rẻ thì ăn. Hỏi mấy ông không nghe gì sao? Nó nghe chứ, mà sao lại dám ăn? Trời kêu ai nấy dạ. Trả lời như vậy là quê thôi. Thì chúng ta sống tới đâu, chết tới đâu hay tới đó. Thôi giờ chúng ta trở lại, nói vài cũng không hết. Trở lại nơi mình. Mà bây giờ nếu một mình con, thì con làm sao cứu thế giới sư? Đúng. Một mình không thể chuyển 6 tỷ người được. Dầu có 2 tỷ cũng không thể chuyển 6 tỷ được. Ít nhất cũng 4-5 tỷ. Số nhiều thì mới có thể chuyển cái nghiệp lớn được. Đằng này cái số tu quá ít thì phải chịu thôi. Nhưng chúng ta nên nhớ trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Cái nghiệp chung có cái nghiệp riêng trong đó. Chúng ta để ý bây giờ chúng ta biết. Một gia đình đó, một cái chiếc xe đó. Giờ gia đình đó mà lỡ như hồi xưa đó, máy bay nó bỏ bom trong gia đình, thì đâu phải là chết hết. Có một hai người chết, một hai người bị thương nặng, một hai người gãy tay gãy chân, một hai người lanh lắng như tượng, không có tì vết gì hết. Một cái xe mà xuống dưới sông rồi vớt lên đâu phải chết hết. Người chết liền tại chỗ, người gãy tay gãy chân, có người không hề hấn gì hết. Ở bên Mỹ đó có cái cô Phương đó là Phật tử ở đây, cô kể lại câu chuyện chính của cổ đó. Bển thì đi làm lái xe ơn à. Thì bữa đó mới cô hứng sao cô lái con đường khác. Thì bển nó đường là cao tốc không à. Chạy tốc độ là thí dụ là 500 cây số, 700 cây số. Thì 700 mà chậm một cái là sao nó ủi tới. Không có gì là xe bển thật tốt. Không có bao giờ mà hư dọc đường hết á. Dọc thì phải vô cái chỗ cái lánh. Thì bữa đó cô hứng sao hay là sao đó cô chạy con đường khác. Thì cô không nóng rành, thay vì con đường 700 cây số mà có chạy có 500 nên nó ủi một cái là dập lép, cái xe còn thung lại còn có chút à. Thì đúng rồi là cô tiêu chết thôi. Thì giao thông nó đến liền, nó làm ăn kết, cô sống nhăn không hề vết tích gì hết. Cái xe thì thung lại, cô ngồi trong đó tỉnh queo. Thì giao thông nó đâu có tin, nó nói cô tỉnh hay là bây giờ cô bệnh thần kinh. Nó nói tôi vẫn tỉnh như thường, cho tôi về. Nó không được, cô phải vô nhà thương khảo nghiệm.
Tại sao cái xe dập lép như vậy mà khiến đồ tiêu hết trơn mà cô vẫn không có tì vết, không có máu me gì hết. Đem nhà thương khảo sát thì cô không có bệnh gì hết. Thì chúng ta trả lời sao? Chúng ta nói Quan Âm cứu độ có không? Không là sai, mà có là trật. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thì chúng ta phải hiểu cái mấu chốt của đạo Phật. Thành ra niệm Phật có giảng sanh hay không, hay nói dốc. Mà nói niệm Phật giảng sanh thì sai, mà niệm Phật không giảng sanh thì trật. Giảng sanh không giảng sanh là do mình hết 90%. Còn A Di Đà dĩ nhiên phải tiếp dẫn rồi, mà không tiếp dẫn làm sao giảng sanh được. Thành ra tôi thường khuyên đạo Phật đó, phải nắm cây gốc giảng cho rộng, rồi hỏi tôi bây giờ làm sao đốt giai đoạn sư. Thì giảng cho con cái gốc để giảng sanh. Tôi nói thì gốc dễ thôi, nhất niệm và phát nguyện, có hai cái đó. Nói vậy thì dễ quá sư, mà tôi hỏi nhất niệm là cái gì có biết không? Chúng ta nhiều khi hóng rành. Nhất là một, một niệm. Nói con một ngày niệm 10 sâu chuỗi, người kia nói con niệm 20 sâu, người nói con niệm một ngày 10.000, người kia nói tôi niệm 20.000. Người dạy nhất niệm không sư? Có người nói tôi niệm ngày tới 3 thời, người nói tôi 4 thời. Như vậy có phải là nhất niệm không? Tôi nói không cái nào nhất niệm hết, không nắm cái gốc. Chúng ta nên nhớ thân, khẩu và ý. Thì cái ý nghiệp là chánh, còn thân khẩu là phụ thôi. Mà niệm Phật mà niệm bằng thân, bằng miệng thì thôi chết rồi. Thành ra tôi tội nghiệp mấy bà già ở trong vùng sâu xa mà tôi thường lao vào đó. Tôi bệnh nhiều quá. Bây giờ tôi phải tạm nghỉ, tôi khỏe rồi tôi cũng lội vô nữa. Lúc đó tu rất nhiều. Mà niệm Phật trật hết trơn. Ăn chay ngày có 2 ngày, tháng có 2 ngày. Năn nỉ hết sức thì lên được 3 ngày, 4 ngày. Nó ăn rất là khó, bị trong đó ăn cực. Nhỏ lớn là ăn toàn cá thịt, chứ còn đâu có từng ăn tàu hũ gì đâu. Mà nếu muốn ăn chay là không có đồ chay. Bây giờ thì tương đối dễ rồi đó, giao thông nhiều. Nhưng mà có nhiều người như ở chợ này cũng vậy. Nhiều người giàu có sức mà đã tám mấy tuổi rồi chứ, mà cái mà nghiệp nó khảo. Khi loài thú mà nó chết rồi, nó quan trái lưỡi nó kéo bà mê man rồi, mà nhức nhối chịu không nổi. Bà hỏi tôi làm sao, tôi hỏi à, bà ăn chay tháng mấy ngày? Có 2 ngày mà đã thọ giới với tôi và hứa với tôi là 10 ngày. Ăn không được, ăn không được mà còn lưỡi cái lẻo mép nữa, binh vực cho mình. Nó con bệnh quá, vô nhà thương đó rồi con cái nó cho ăn cái gì ăn cái nấy. Tôi nói bà dễ quá, thì thôi giờ về con cái nó cho bà ăn chay mà mỗi ngày bà chịu không? Chúng ta thường thường binh vực cho cái tội lỗi của mình, cái sai lầm mình không chịu cải sửa, thì chính cái tâm đó mới là nặng đấy. Chính cái tâm đó mới nặng. Nếu cái ý chí mình mạnh rồi thì mới lướt qua tất cả. Thành ra niệm Phật cũng vậy. Niệm nhất niệm không phải là nhiều sâu chuỗi, không phải là niệm nhiều câu, mà nhất niệm đó tức là không còn nhớ gì khác. Không còn nhớ gì khác thì nhớ cái gì sư? Nhớ A Di Đà. Mà nhớ cho đến nỗi không niệm nữa, mà nó đầy tràn A Lại Gia. Trong A Lại Gia nó phát ra là cái này khó à. Thành ra cái tiến trình năm quẩn tôi giảng tới giảng lui hoài. Chúng ta mới đầu là chúng ta niệm bằng tư tưởng, tức là nghĩ Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, mượn cái ốc để tống vô A Lại Gia. Cái niệm Phật không phải là cái miệng niệm, không phải là lần chuỗi niệm, không phải lớn tiếng mà niệm, mà là cái tư tưởng nhớ nghĩ tưởng. Thì tư tưởng này nó tống vào trong cái linh hồn mình. Mà linh hồn thì nó không có hình tướng, nó có cái hình bao la như cái dòng nước như tôi nói lại. Nó có những cái chủng tử, mà chủng tử đi vào đó rồi thì nó biến thành năng lực, tức là linh hồn. Còn khi cái năng lực này sao động thì nó thành ra sống, tức là mạt na.
tức là chủng tử. Chủng tử này nó mới kết hợp với nhau lại thành cái sắc thân, cái cảm giác, cái tư tưởng, cái ý chí và kinh nghiệm kiến thức. Tất cả cái này đều là có hình có tướng hết, nhưng mà khi nó quân tập vô trong cái linh hồn chúng ta rồi thì mất cái tướng, chỉ còn cái hình thôi. Cái hình của dòng nước bao la, tức là cái linh hồn bao la vô lượng vô biên. Đại khái nó như vậy. Nhưng mà quý vị phải ngồi thiền cho lâu, cho sâu, chứ không phải cái bài của tôi giảng là để nghe qua rồi thuộc lòng. Phải nhớ, rồi phải nghiền ngẫm, suy gẫm. Rồi cái nghiền ngẫm suy gẫm này sẽ đưa chúng ta tới cái giải thoát. Thành ra văn là nghe giảng thôi, mà về tối không có tư. Quý vị thiếu cái này rất nhiều. Thiếu là sao? Không phải quý vị làm biến, mà vì cái cuộc sống. Không phải vì cuộc sống, mà vì cái lòng tham. Tham ăn ngon, tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi, tham ăn uống, ngủ nghỉ. Thành ra có cõi dục là không thể tu được. Cõi dục là gì? Dục là ham muốn. Thành ra Đức Phật mới khôn biểu chúng ta phải giữ ít nhất là năm giới lại thoát khỏi cõi dục. Bốn đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là hoàn toàn là ăn mặc ở bệnh. Thành ra trong kinh nó kêu là đoàn thực, ăn lựa món ngon, ngủ thích ngủ cho êm, mặc thích mặc cho đẹp. Kiểu gì coi mình thì biết à. Ăn ăn chay không được, ăn mặn thì thôi, bò bảy món rồi, ôi đủ thứ hết. Ăn nào là tới ốc khỉ cũng làm luôn. Con người không có ai ác bằng con người, không ai thiền bằng con người. Thì cái ăn là đứng đầu. Món ăn là món tồi tàn, dứt đi một miếng mà lộn gan lên đầu. Mà nó có mấy bà già trong thôn quê tôi thấy buồn, mà cả ngoài chợ này cũng vậy. 80 mấy tuổi rồi, gần chết rồi mà ăn chay 10 ngày không được. Mà lợi là cái bào chữa cho mình hoài. Mà già con cái nó cho ăn cái gì thì ăn cái nấy. Và con cái nó muốn mình xuống địa ngục thì thôi cũng chiều nó xuống dưới để gặp gỡ nó nữa. Chúng ta phải cố gắng thắng mình. Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Thắng mình là chiến công quân liệt nhất mà các con cần phải nghĩ tới. Chúng ta phải hiểu, thắng mình thì chúng ta phải có ý chí rất là mạnh. Mà ý chí nó đến với mình không có vụ đó đâu. Chúng ta phải giữ giới thật kỹ, rồi chúng ta phải niệm Phật cho thường xuyên. Được cái niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm chưa được đâu, tức là khỏi niệm Phật rồi nó đầy ở lại da, tự nó tràn ra, đầy cái linh hồn tự nó tràn ra. Rồi tư tưởng mới tống vô. Chúng ta có hai cách niệm, một là niệm bằng tư tưởng, hai là ai lại do hồn nhiên nó niệm. Hồn nhiên tức là chúng ta không có cố ý được, mà nó đầy trong cái linh hồn rồi, coi như cái nước mà quý vị đổ đầy nó tràn ra hơn. Rồi khi nó tràn rồi thì mình đổ vô nữa, rồi nó đầy rồi nó tràn ra nữa. Thành ra chúng ta bây giờ có hai cách niệm Phật. Một cái niệm là cố ý bằng tư tưởng, mượn cái ốc để tống vô. Một cái là không cố ý gì hết mà tự trong linh hồn nó tràn ra. Thì cái này là của thánh nhân đấy. Mà chúng ta được vậy chưa phải là thánh. Bị còn có giọng, có giọng có chân. Thành ra chúng ta phải từ đây chúng ta có thể nhận lại cái chân. Có nhận lại cái chân. Thì tới giờ tôi nói là niệm Phật tới giai đoạn thứ 3, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì mai ra nếu mình thao thức, mình trăn trở, thì mình có thể nhận lại cái bất tử, cái Phật tánh. Mà bây giờ ở đây tôi thấy mấy chục năm mà có người, tôi nghe hồi cảnh nói hỏi cũng không biết ngồi thiền đó làm sao nữa. Trời ơi, do Phật tử kỳ cụ á.
ba bốn chục năm, bốn năm chục năm rồi không biết niệm Phật như thế nào, không biết ngồi thiền ra làm sao, mà không biết nghe pháp nghe cái gì. Rồi tiến trình có năm cũng như sao cũng chả biết. Mà tôi giảng tới giảng lui tôi không dám giảng sâu, quý vị thấy rồi, tôi đi lại thì cũng là năm giới cấm không được làm, năm giới phải làm. Và tiến trình của năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, mà tôi giảng rất rành à, tôi không có lấy trong kinh mà trong lấy ngay sắc thân quý vị ạ. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói sắc uẩn thôi, rồi thọ uẩn là cõi trời, sắc uẩn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, rồi cho thăng hoa lên cao thượng để chuyển qua thọ uẩn thì đó là người trời dục giới. Cái đó là chiếm hữu bên ngoài, tôi còn dùng tiếng chiếm hữu bên ngoài dễ, trong kinh không có bên ngoài, mà cái này tôi dùng cho nó rõ. Ở bên ngoài tức là ăn những cái vật chất bên ngoài, phải tiêu hóa, phải ỉa ra có phận, kêu là đoàn thực. Còn súc thực đó là không có ăn bên ngoài nữa, sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ không có nữa, mà ngồi thiền hoài, ngồi thiền 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, không có tiêu tiểu, không có ăn uống, chỗ ăn bằng cái gì, làm sao sống? Sống bằng cái hỷ lạc, cái cảm giác, thì cái đó cao chúng ta để qua bên, cái đó phải thọ 8 giới, năm giới cũng có thể qua được, nhưng mà ít, qua thì nó không có kéo dài lâu. Còn 8 giới có thể kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, 7.000 năm. Nhưng 7.000 năm thì sống 7.000 tuổi, thì theo cao thấp, nhưng mà hết tuổi thọ rồi cũng luân hồi thôi. Nhưng mà về đó mà có bậc thiện trí thức, có thánh nhân chỉ, mình có thể qua quả thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Thì có đó để giảng sao. Bây giờ chúng ta đi cái đoàn thực sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ chúng ta đang sống, làm sao để thoát cái đó? Thì thoát nó dễ thôi, đâu có gì, như tôi nói nãy, giữ giới cho kỹ. Mà ở đây mà như tôi nói tôi trước đầu tiên là cái giới sắc sanh là không được thì không có tiến tới đâu hết á. Thành ra tôi khó khăn gặp Phật tử là tôi hỏi cái giới luật trước à. Có nhiều người rất sợ tôi, mà có khi thuộc lòng mà lộn mèo hết trơn, sắc xâm rồi cái tà dâm, rồi sắc xanh rồi nói dối, có người vô thì nói dối trước. Đâu phải vậy, nó có thứ lớp. Cái nào quan trọng là sắp bậc cao ở trước, cái nào ít quan trọng cái thứ nhì, ít nữa thì cái thứ ba. Nhưng mà cái đạo Phật độc đáo là cái quan trọng nhất là ở cuối. Mũi dài thì lái chịu đò, cái đầu tiên người đứng đầu là quan trọng nhất, còn có người bao chốt đó, người đó phải bao trùm hết. Cũng như trong gia đình là người cha là quan trọng hết, nhưng mà cuối cùng người mẹ phải chịu đựng hết, mẹ là bao chót hết, người cha là lớn nhất, và tới người anh cả, anh nhì, anh ba, anh tư, năm gì đó thì tất cả đều chịu dưới quyền hệ thống của người mẹ. Người mẹ là nội trợ mà, lo bên trong, người cha lo bên ngoài. Nếu người cha mà không lo bên ngoài mấy đứa con đói, mà nếu lo bên ngoài mấy đứa con được no ấm mà không có cái sự dạy dỗ của người mẹ thì chết hết, nó làm giặc nhau. Thành ra chúng ta thấy thời bây giờ làm giặc nhau là do người mẹ không làm tròn bổn phận, người cha không làm tròn bổn phận. Người cha thì vô nấu bếp lo cho con, người mẹ thì ra làm giám đốc, làm hiệu trưởng, bà hiệu trưởng, rồi bây giờ nó lộn của mẹ quá trơn. Thế giới bây giờ đang xuống dốc, âm thịnh mà dương suy thì không được, nó có âm dương ở trong đó. Ở dương âm mà quân bình tức là vợ chồng cha mẹ. Hồi xưa chúng ta để ý cái giấy căn cước đó, hồi xưa kêu giấy căn cước 100 người nữ thì 100 người nội trợ à, tôi không thấy có làm việc gì khác à. Còn bây giờ không có đâu, 100 người nữ thì hết 90 người là làm việc ở ngoài rồi, mà đàn ông bây giờ vô nội trợ nhất là thế giới Tây phương, người nữ giờ đây làm việc chạy lắm, bị họ chịu đựng, họ nhẫn, họ chịu chửi này kia, họ nín thinh à. Mà nghĩ là nhất là cái sắc đẹp nữa,
thì muốn cái gì một cái là êm, không ấy thì họ khóc một cái là phải chịu thôi. Rồi đó mình thấy thế giới bây giờ nó lộn ngược. Hồi xưa thì có đạo đức, bên Tàu thì có Lão Tử, Khổng Tử, bên Ấn Độ thì có Đức Phật. Trời ơi là mấy cao thượng, bây giờ Đức Phật đã tịch, Khổng Tử cũng tịch, mà Lão Tử cũng chết, không còn ai hết. Bây giờ thì là rắn mất đầu không, nước không có vua. Thì thôi chúng ta trở lại, bây giờ trở lại con người mình ha. Tôi chỉ nói muốn đường ác thôi, nói thấp thấp thôi, không quý vị nhớ. Thì nó có là địa ngục vô gián, địa ngục hữu gián, thấy không? Rồi tới ngạ quỷ, rồi tới súc sanh, thấy không? Rồi súc sanh với Atula là một thứ, là Atula là bốn đường. Còn cõi người trời thì cũng thuộc về dục giới nhưng mà cao thượng, tức là có giữ ba giới, năm giới, cái cõi dưới là không có. Thì địa ngục trong người mình là gì? Địa ngục ở ngoài đó là vật lý, tức là chúng ta thấy như là cái micro, cái bát, cái chai. Nói tóm lại là tất cả những cái gì mà chưa có sự sống, mà chưa có cảm giác, chưa có sự sống mà chưa có cảm giác, tức là chưa có cái biết mà cũng không có sự sống luôn, trơ lì. Ví dụ cái bàn, cái ghế, giày dép, cái quạt, hay là miếng đồ với ông ngồi, quần áo của mình, đó là bên ngoài. Còn bên trong là gì? Mà mắt có gèn, tai có cực rấy, mũi có lỗ mũi, đồm nhớt, mồ hôi, tất cả nước tiểu, phần cái đó thuộc về vật lý. Mà trong con người mà địa ngục vô gián đấy, là ai mà thích ăn uống là thích ba mới địa ngục đó. Ăn cho ngon thì đi phẫn nó càng thúi. Thành ra chúng ta để ý mấy người mà nhậu mà ói thì nó khôi còn hơn mấy người ăn chay. Chó nó hửi nó bỏ đi không à, chó thường thường nó ăn cái đồ ói. Thì đó quý vị thấy địa ngục trong người mình là cái củ khiếu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, mắt có gèn, tai có cứt rấy, nói gì quý vị nhìn trong người thì biết. Nếu mình thích cái đó, mình ăn uống để cho cái đó hôi tanh ra dữ, đó là mình đang ở dưới địa ngục vô gián, không còn phân biệt nữa. Cái đó ăn vô là thấy ngon, nhưng mà nó xì ra thì càng xì càng thúi dữ. Quý vị thấy mấy người mà nhậu nhẹt đó, hột dịch ung, tức là gần thúi mà chưa thúi, hỉnh hỉnh đó, họ mua gấp đôi hột dịch thường. Rồi thịt thú này kia họ để nó nửa nửa sình mà nửa sống. Chúng ta thấy mấy người ăn mà thịt trâu, hồi mà hai bên đánh giặc nhau bỏ chết trâu, mà đem ngâm dưới sông ăn cả 2-3 tháng, mỗi ngày lắc lên miếng, kêu mà ăn nửa sống nửa chín, tả bánh lù gì đó. Tôi thấy đem cái dĩa lên rồi để giấm, để rượu gì đó đẩy đó, rồi nửa sống nửa chín cái ăn, rồi ăn với rau, họ nhảy họ múa, ôi họ làm. Bây giờ mới thấy họ đang sống ở trong địa ngục. Thôi giờ gì nào có ăn ở địa ngục thì bỏ heo để tiến lên. Mà muốn bỏ khó lắm à, phải có ý chí thật mạnh. Nhất là mấy hộp thuốc, muốn bỏ là có một vấn đề. Mà bao thuốc nào tôi thấy cũng đề thuốc hại cho sức khỏe. Đâu thấy tôi thấy thảy ở ngoài đó, tôi lượm lên tôi thấy trời ơi. Thôi mà nó thuốc có hại cho sức khỏe mà nó bán cả đống. Mà người có người hút cả gói. Thà là nhịn đói chứ bỏ thuốc không được. Còn rượu cũng vậy, ói mửa hôi rình vậy đó. Hôm qua tôi đi xe, tôi thấy nằm bên đề lộ đó thì nhậu say nằm ngủ bên, rồi bỏ cái xe đạp bên. Có khi ngủ luôn, không có ai hết trơn, thì nó cảm thì nó chết thôi. Thôi cái đó chúng ta để ý nhau, ngày ai tránh cái địa ngục vô gián. Và địa ngục hữu gián là gì? Là có sự sống mà chưa có cái biết. Cái gì coi trong mình có gì, có sự sống mà chưa có biết. Nhớ theo dõi nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì tôi nói ốc là chưa có nói tới cái tâm. Thì con mắt mình thấy không quý vị? Không thấy đâu, chúng ta nói thấy mà con mắt sai. Giờ tôi không có con mắt, tôi nhắm lại tôi thấy không? Không thấy. Không thấy sao được, quý vị ra hỏi người đuôi coi thấy không?
nó còn thấy tôi thui rồi sư, mà thì vẫn thấy đó. Mình nhắm mắt lại mình thấy trước mắt mình cái tôi thui. Mình không có lỗ tai nghe không, nó nghe mà lỗ tai là sai. Bây giờ bịt lỗ tai lại người điếc lên, nghe không? Họ có nghe u u u vậy, giờ mình lấy lỗ tai bịt hai lỗ tai lại mà vẫn nghe cái tiếng u u u u trong đó. Cái nghe cái tiến trình nó phải qua năm phần lần chứ không phải dễ dàng vậy. Mà nếu năm phần là mình không hiểu thì mình sẽ đi vào cảnh giới đau khổ. Thành ra bây giờ phải để ý địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián là không gián đoạn. Đó là ghen, là cất rấy, là cất mũi, phẫn, nước tiểu. Còn địa ngục hữu gián thì bên khoa học kêu là sinh lý. Nói khoa học là quý vị hiểu dễ dàng thôi. Quý vị học từ nhỏ tới lớn, học vật lý học, sinh lý học, tâm lý học, bây giờ không phân biệt được. Tôi hỏi cả bác sĩ nữa, bác sĩ học rồi vật lý, sinh lý, tâm lý khác nhau sao? Tôi không để ý. Mà thật sự trong con người mình, vật lý học tức là ghen, là nước tiểu, là phẫn, là cứt lấy này kia. Còn sinh lý học đó là mắt, tai, mũi, lưỡi có sự sống, nhưng mà cũng chưa có cái biết. Tới tâm lý học bắt đầu có biết là tâm lý học của mình là cái gì? Là cái sự phân biệt lờ mờ. Khi con mắt tôi nhìn cái bát thì cái bát nó nằm ở trên tròng đen của tôi. Thì tôi thấy dường như có một vật. Cái gì phải để ý không? Mới thấy được nó thì mới thoát dòng địa ngục được. Mà vật gì? Không biết. Biết là có một vật. Vật lờ mờ nó nằm ở trên tròng đen thôi. Thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Rồi tôi gặp cái gặp lờ mờ đó tôi cảm thấy khó chịu. Thì đó là cảm giác khổ thọ. Rồi tôi gặp cái hình bóng in trên tròng đen tôi cảm thấy thích. Thì đây là lạc thọ. Cái bóng mà không biết hình màu ai mà tôi thấy cái màu như màu vàng, tôi thích cái màu vàng. Thì đó là lạc thọ. Rồi thấy cái màu đen thùi, tôi nghe nói bóng hình bóng màu đen là ma, tôi bắt đầu sợ, là khổ thọ. Một có khi tôi nhìn mà tôi dứng dưng, đó là bất lạc, bất khổ. Thì cái này đó thuộc về ngạ quỷ. Là chỉ có ba cảm giác thôi, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Chúng ta thường ở trong trạng thái đó. Mấy đứa con nít là ở trong trạng thái đó thường. Thì chúng ta thấy có cây cây này nó có cảm giác đó. Nên chỗ nào mà dễ chịu thì nó mò ra nó kiếm nước nó uống. Chỗ nào khó chịu thì nó rút lại không có nước nữa thì nó chết. Chỗ nào có ánh nắng nó ve ra nó thấy dễ chịu. Hay là con nít mà ở trạng thái ngạ quỷ thường đó thì nó thích những cái gì nó dễ chịu là nó kiếm ăn à. Giờ đánh nó cũng ăn, ăn lén, ăn cắp, ăn trộm gì nó cũng ăn hết. Mình giấu có món đồ gì ngon hay là đi đâu chút xíu cái gì nó là nó mở ra nó tấp hết. Giờ hỏi nó chối. Thành ra ngạ quỷ tức là những người mà kêu bằng kiến tài ám nhãn thấy vàng bạc là tối mắt. Không còn tư tưởng nữa là không có tính toán. Con người sống không có tính toán, mày thấy là mày làm thôi. Chứ mày không có suy nghĩ là có lợi hại gì hết. Thì cái đó là ngạ quỷ. Ở ngoài người ta dùng danh từ đó nhiều. Mà mình thấy có nhiều người sống vậy mà mình không để ý. Giờ phải để ý. Mình thỉnh thoảng cũng có trạng thái đó. Thấy không? Hãy mày gặp cái gì là vừa ý là mình làm liền. Chứ mình không suy nghĩ lại. Thấy tiền bạc vàng là nhào vô chụp. Chứ không nghĩ là vàng đó người ta sẽ đập mình chết. Thì qua rồi. Qua kỳ kỳ mà cách mạng chúng ta thấy là có nhiều người thấy vàng đó thì nhau vô chụp giật nhau và đánh nhau để giết nhau chết. Thì đó là ngạ quỷ. Nghĩa là có cái sự phân biệt của cảm giác mà chưa có tư tưởng. Tới súc sanh là có tư tưởng nhưng mà chưa có ý chí cải sửa. Thì con thú, chúng ta để ý con thú đó, mà mình khi mình đi về nó biết mình là chủ, nó quắt đuôi, nó mừng mình, nó có tư tưởng. Còn cái cây này đố gì đi mà về mà nó phất qua phất lại nó mừng, không có vụ đó.
Nó chỉ có ánh nắng nó dồi hòm ra, rồi chỗ nào thiếu nước nó bò ra vậy thôi. Thì nó là thuộc về ngạ quỷ. Mình đã sư trưởng hay à, trong có bài Lục Căn là dứt kỹ lắm á. Thì ngạ quỷ là loài cỏ cây. Cỏ là ngạ quỷ con, cây là ngạ quỷ lớn. Rồi nó tiến dần tới súc sanh. Súc sanh là con chó hay quý vị đi đó. Khi mà mặc áo trắng về, quý vị mặc áo đen nó ra, nó sủa nó cắn liền. Rồi đi mà quý vị mặc đó mà quý vị thoa son dồi phấn rồi về nó sủa liền, nó nhìn không có ra. Hai con gà đang thương yêu nhau, mình lấy một con bắt ra mình quẹt nó lọn nghẹ rồi hai con nó đã chết sống rồi. Con người đâu có ngu tới vậy. Rồi bởi vì sao? Rồi con người có cái suy nghĩ, cái nghiệp, cái ý chí, cái sự cải sửa. Có gì cải sửa? Quý vị thấy nếu mà con người mà đi trắng về đen cái mình đứng nhìn hồi mình phân biệt được à, đi về mặc áo đen, đi mặc áo đen về mặc áo trắng mình biết liền nó có một sự phân biệt. Cái đó đạo Phật kêu là nghiệp, thì đó là chuyển qua khỏi bốn đường ác rồi đấy. Chúng ta sống mà chúng ta không thấy gì hết đó. Mà khi mình có những cái ghiền, ví dụ ghiền rượu mình bỏ lâu rồi mình tiến lên khỏi người trời, nhưng mà gặp một cái mình uống lại, nhất là thuốc. Có nhiều vị nó bỏ rồi thời gian buồn quá hút lại hút gấp hai lần. Những người nào hút thuốc thì biết. Còn người nữ cũng vậy, chân diện đã rồi bỏ, bỏ thời gian gặp bạn ở ngoại quốc về rồi cái chơi lại gấp hai ba lần, bởi vì không có cái hiểu Phật pháp. Thành ra tôi mới lặn lội tôi giảng pháp này, tôi năn nỉ quý vị tịnh xá Ngọc Vân khỏi đến ngày thường nếu bận. Nếu bận còn ngày thường đến niệm Phật thì tốt. Còn pháp là phải đi nghe thôi. Không có con bởi tại vì bởi là tôi không có chấp nhận vấn đề đó. Cũng như thọ giới phải người ngày trai, không có bởi vì hết à. Nghe pháp là phải cố gắng sắp xếp đi. Dù chết cũng được mà được nghe pháp. Sáng nghe kinh mà chiều chết cũng vui. Khổng Tử à, hồi xưa ngài vậy, ngài thích pháp lắm. Bây giờ có giết ngài chết mà nghe pháp rồi xong rồi giết. Ngài chỉ xin nghe được cái bài pháp thôi. Đức Phật đó mà nói một câu pháp cho ngài mà ngài hy sinh cái thân mạng, trải cái tóc cho đức đức gì đó, đức Ca Diếp gì đi trên đầu, bước qua thân mà làm cái thân để cho Đức Phật, thì chỉ xin có một bài pháp, một câu pháp thôi. Một câu pháp nó giúp mình giải thoát luân hồi sinh tử. Còn ở ngoài vật chất này kia có đó ăn thua cái gì, sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ chứ làm mình xa đọa. Mà khi mình hiểu được một câu giải thoát rồi thì mình không dính mắc nữa, thì đó là chuyển qua bậc cao. Không dính mắc thì chuyển qua Phật, còn chạy trốn nó thì chuyển qua bậc cao. Nha, thì tôi ha, tôi tóm lại là địa ngục ở trong thân là tất cả những cái trược của mắt tai mũi lưỡi, kêu là thất khiếu hay là cửu khiếu, nếu kể luôn cái hậu môn như cái đường tiểu nữa là cửu khiếu, còn không kể là thất khiếu. Hai mắt, hai tai, hai mũi, cái miệng là bảy, kêu là thất khiếu, là bảy cái lỗ. Còn kể luôn cái lỗ tiêu, lỗ tiểu nữa là cửu khiếu. Thì nó xì ra cái vật chất, cái vật lý là những cái đồ đó là không có sự sống mà cũng không có hiểu biết. Chúng ta lấy cục phấn mì ra để trăm năm nó vậy nó tiêu qua thôi, chứ không có sống, không có sống. Nước tiểu cũng vậy, rồi cục ghèn, cục rồi cứt rấy cũng vậy, thì vật vật lý là vậy. Thành ra từ nay chúng ta học vật lý, giống như điện, dây điện, giày dép đã thuộc về vật lý, nó không có sự sống. Quý vị khỏi cho ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng gì nó hết, thì tự nhiên cái thời gian mà nó rã đi. Còn sinh lý thì khác, nó có sự sống. Thành ra giữa vật lý và sinh lý nó đổi nhau. Ví dụ như cây 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 bom vạn thọ chẳng hạn, thì quý vị dòng đó mà quý vị nhổ lên thì thành ra vật lý, nó không có sự sống nữa. Một cái gì trồng xuống nó sống nữa thì trở thành sinh lý.
Vì sự phải thấy ở trong đó, và ngay trong con người mình sao? Cái răng của tôi, mà tôi nhổ ra thì thành vật lý, tôi lấy chỉ máu thì thành ra vật lý. Và cái răng còn ở trong này thì kêu là sinh lý. Sinh lý nó cho cái gì? Cho cái cảm giác lờ mờ. Tức là mình ăn cái cục nước đó thì cái răng nó ê. Ê khác còn nhức khác. Cái ê đó thuộc về cái cảm giác của ngạ quỷ. Còn khi mà nó ăn qua tới dây tủy, ở trong nó nhức dục không nổi, thì cái này là cảm giác của người trời. Vì để ý đó, để ý đó. Nó qua tới cái thọ ngưỡng người trời thì nó cao quá, độc đáo quá. Rồi chúng ta để cục đó, chúng ta ăn vô, ngậm vô trong miệng, chúng ta thấy cái răng ê trước. Có khi ê mà nó không nhức. Có khi mà cái tủy mà nó bị sâu ăn rồi, nó nhức, chịu không nổi, phải đi nhổ hoặc lấy chỉ máu. Thì cái tủy nó thuộc về sinh lý của cõi người trời cao hơn. Chúng ta phải để ý đó, rồi chúng ta coi theo dõi mình, chúng ta biết rõ. Chúng ta chạy trốn, biết không rõ, chạy trốn cải sửa nó lên. Nó nhất thì phải kiếm thuốc làm cho hết nhất. Thì cái đó chỉ là hết tạm thời thôi. Như có nhiều người nhức răng ở đây cho cái miếng thuốc, cái nhét cho đó hết chứ tưởng là ngon. Rồi qua cái đó ăn uống rồi nóng lợi thì nó nhức lợi nữa. Chúng ta cứ cải sửa chạy trốn. Rồi bây giờ sửa chạy trốn cái đó làm sao? Ngập vào thiền, giữ tâm giới. Đè nén mày xuống, tao không để ý tới mày nữa. Tao niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, tao quên cái thân. Cái thân bên ngoài. Nhưng mà thì quý vị nên nhớ, cái cuộc sống này nó khó khăn là ở chỗ chúng ta không hiểu được mình. Cái thứ hai, khi hiểu được mình rồi chúng ta lại chạy trốn, chúng ta cải sửa, chúng ta thăng hoa. Thì cái này tốt, kêu là chuyển nghiệp. Thành ra thế giới bây giờ đang lâm nguy, mà chúng ta không biết gì hết. Thì nếu mà thế giới bây giờ nó nổ, nó chết, địa cầu này tan, thì chúng ta địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh la, chúng ta có biết cái gì đâu. Còn bây giờ chúng ta cải sửa, mà mai ra cứu được thế giới, còn không thì chết. Cái thân thì hãy nổ, chết thì chết hết, chứ làm sao khỏi. Nhưng mà chúng ta không xuống địa ngục, ngạ quỷ, vì hiện tại chúng ta sống ở cõi người trời. Thì chúng ta sanh về cõi người trời, sanh qua ở địa cầu khác, mang có sắc thân khác. Còn nếu chúng ta đã nhất niệm rồi, phát nguyện, thì chúng ta về cõi Phật. A Di Đà sẽ rước chúng ta. A Di Đà không có công bình, chỉ rước những người niệm Phật thôi. Chúng ta nói vậy là sai. Tại mình chứ. Nếu mà nhất niệm mình phát nguyện, thì ngày nhất niệm không phát nguyện thì về cõi trời. Mà tạp niệm mà có phát nguyện xói đầu bây giờ cũng ở địa ngục thôi. Đó là tạp niệm, là không nên thân gì hết. Thì quý vị phải làm sao thọ năm giới, ăn chay nhiều ngày, và niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, thì chưa chắc A Di Đà rước. Phải nhờ ban hộ niệm kêu cứu thêm, thì giúp trước khi lâm chung mình được nhất niệm là nhờ cái ban hộ niệm. Mà hãy như, gần chết mình nhất niệm rồi A Di Đà hiện rồi. Thành ra cái đó là cái quan trọng, tôi lặp đi lặp lại nói tới nói lui hoài. Thì Đức Phật thấy thời mạt pháp này là chúng sanh không thể đắc thánh quả được. Thì bây giờ quá tệ rồi. Mà mình không có đủ định lực để mình thắng cái hoàn cảnh. Chính vì vậy giờ tôi thấy có nhiều người cũng không thắng được. Miệng thì nói hay lắm, nhưng mà gặp cảnh rồi đi đầu hàng. Nói là tôi ăn chay 10 ngày, tôi ăn chay trường vậy rồi. Gặp hoàn cảnh bạn lợi rủ này kia, nhiều khi thiếu tiền mày, nếu mày không phương tiện mày đi nhậu với tao thì tao không gửi đô la cho mày nữa. Rồi nhậu bỏ giới, kể mày nhậu 2 ngày nó đi rồi mày giữ lại sướng hồng, để cho cái tiền bạc, cái đô la nó chiếm mình. Vậy đây có mấy người anh em Việt Kiều cũng vậy, về điều khiển gia đình. Mình có đạo mà anh chị ở ngoại quốc không có tu, mình phải độ cái gì không? Nó liền nó độ mình. Mình phải nghe, nếu nghe thì nó cúp, cúp đô la. Cái nghèo, mình sợ cái nghèo hơn là cái xuống địa ngục.
Con người nó ngộ vậy đó. Tu thì muốn vãng sanh, muốn thành Phật, mà giữ giới thì giữ không được. Rồi cuối cùng cái giữ không được nó thân. Nhất là quý vị bây giờ sống cao thượng, giữ năm giới là cao thượng, nhưng kẹt vào cái tình. Nhiều người bây giờ khó xử lắm. Tình giữa cha giữa mẹ, nhiều khi cha mẹ hiểu lầm nhau là mình làm con mình theo cha hay theo mẹ. Nhiều khi cha bên chồng là cha bên vợ, mình theo ai, nó khó lắm. Nhiều khi bạn bè với nhau mình theo ai, nhiều khi hai đứa con nó hiểu lầm mình theo bên nào. Chúng ta thường thường là theo cái tiền bạc, theo cha mẹ hiểu lầm ở bên nào có tiền nhiều mình nhích bên đó nhiều hơn, thì cái đó là cái sai lầm, thì đưa mình xuống xa đọa nữa. Thành ra cải sửa như thế nào thì cái nghiệp nó phải đi theo như thế đó. Thành ra mới tiến lên là cõi trời thì nó cao hơn. Con người có cái thông minh sáng suốt, bây giờ bắt đầu mới có linh hồn, chứ cõi người chưa có linh hồn, chỉ có nghiệp thôi. Thành ra cõi người bắt quá là chết dở gì với người nữa. Còn cõi trời đó là có thể tiến lên các vị trời. Thôi đại khái như vậy ha. Rồi kỳ tới tôi giảng lại, tôi bắt đầu qua cõi, ít nhất cũng chắc 3-4 lần tôi mới qua cõi trời được. Thì muốn giàu không, quý vị phải quy tâm bảo thọ trì năm giới, ăn chay 10 ngày. Rồi nếu quả địa cầu nó có nổ 21 tháng 12 gì có tiêu diệt, thì quý vị vẫn còn cái hiểu biết. Cái linh hồn nó không bao giờ tiêu đâu, quý vị nhớ đừng có sợ. Chỉ đâu mình sống ở địa ngục ngạ quỷ rồi chết tiêu luôn à. Mình chưa có linh hồn, chưa có nghiệp. Mình mới là đất đá cỏ cây, mới là địa ngục hữu gián vô gián thì làm sao. Còn ngạ quỷ súc sanh gì chết là hết. Thì bắt đầu cuộc luân hồi trở lại. Còn từ người trở lên là chết, còn còn cái nghiệp. Rồi mà theo cái nghiệp này mình trở lại mang thân người. Còn nếu có linh hồn thì nhờ có linh hồn mình trở lại cõi trời. Chúng ta phải hiểu, hiểu cho rành chúng ta không còn sợ chết nữa, mà chúng ta coi cái sống của mình như thế nào. Cái này chắc tôi phải giảng 4, 5, 6 lần nữa thì quý vị mới nắm được. Quý vị cố gắng tu, mỗi người lo lấy mình. Thì tôi thường nói là Phật nói trên đời này không ai thương mình hết á. Dù Đức Phật cũng vậy, Đức Phật nói thương mình là nói dốc. Ai mà đưa mình tới giải thoát thì người đó thương mình. Trong đời này ai đưa mình tới giải thoát? Chỉ có mình thôi. Mà mình là cái gì? Là giới luật. Chỉ có giới luật mới đưa mình tới giải thoát thôi. Quý vị sát sanh trộm cắp tà dâm, quý vị lại Quan Âm, lại Đức A Di Đà, mà quý vị coi ở tù tôi chịu, tôi xuống địa ngục thế. Quý vị mà giữ giới không sát sanh trộm cắp thì ai mà bắt bớ cái gì được. Nên là hiện tại thì sao thì chết nó vậy thôi. Mà mình giữ giới được là do cái ý chí mình có sự hiểu biết. Mà hiểu biết là nghe pháp. Thành ra tôi rất quan trọng cái pháp lý. Gặp quý vị là tôi hỏi à, năm giới cấm và năm giới phải làm, và tiến trình năm quẩn là cái khó nhất. Năm tiến trình năm quẩn này tôi giảng 10 năm cũng chưa hết. Chưa hết, tôi càng ngày càng đi sâu. Tiến trình năm quẩn có 4 đường ác: của người trời dục giới, của sơ nhị tam thiền, của tứ thiền sắc giới và tứ không, và của nhập lưu, của nhất vãng lai bất lai a-la-hán. Càng ngày càng đi sâu tới đụng tới a-la-hán thì mới tạm. Còn qua Bồ Tát Như Lai cũng có tiến trình năm quẩn này. Mà đâu quý vị phải tập nghe. Rồi về suy gẫm, cái suy gẫm là khó nhất. Tôi thấy có nhiều người suy gẫm là bắt cái máy rồi nấu cơm rồi nấu nước rồi bồng con rồi cho con bú này kia rồi nghe pháp, trời ơi, làm như là nghe tiểu thuyết vậy. Không có hiểu đâu, nghe 100 lần cũng không hiểu nữa. Mình có thì giờ ngồi thiền thanh tịnh, cái đó bở nghe cũng được để mà nó có cái quân tập nó nhớ. Còn muốn hiểu được đó thì chúng ta phải có thì giờ yên tịnh về đêm, hoặc chỗ nào thanh vắng chúng ta mở cái đĩa, chúng ta ngồi chúng ta lắng nghe. Một lần không hiểu, hai không hiểu, ba lần cái đĩa thì giờ dễ quay lại. Thôi là nếu có kinh sách thì dễ, tôi thì khoái kinh nào chứ đĩa tôi không khoái, mất công lại máy thì nó mốc.
Thì đó tủ tôi là tôi trước kinh không à, tôi không có một cái đĩa, không có băng, cũng không có máy gì nữa hết trơn à. Còn truyền hình tôi thì khỏi nói, không có. Và máy điện thoại di động, điện thoại bàn thì tôi cũng chả có, bận rộn lắm. Tôi thấy mấy người mà có điện thoại di động thôi, nó kêu tối ngày, mà phải khóa, nhiều khi nửa đêm nó cũng kêu. Bồ Tát mà, tôi đâu còn luân hồi nữa, tôi đâu có sợ, tôi cứ đi vào cuộc đời thôi. Thì cư sĩ quý vị là Bồ Tát không à? Tôi thấy ngon nè, có thể ở đây ngồi nói chuyện tới bên Mỹ, bên Nga, bên Pháp gì được hết trơn. Tôi thì đâu có biết gì, tôi biết có cái tham sân si thôi, còn mấy cái thần thông là tôi không biết. Quý vị có thiên nhĩ tha, thiên nhãn tha tâm thần túc, quý vị có đủ hết. Tôi là chả có cái gì, tôi có một cái lậu tận, có một cái lậu tận thông, tôi làm sao dứt tham sân si thôi. Còn mấy kia đối với tôi đâu phải Bồ Tát, tôi Bồ Tát ẩu thôi. Khi nào kẹt lắm mà tôi phải nói chút ít. À, khi có ai kiếm mà chứ tôi không có đi kiếm nữa. Tôi không có năn nỉ ai hết trơn. Gặp tôi muốn thoại lợi rồi tôi là phải thâm pháp lý à. Lợi đây là vì pháp chứ không phải vì ăn. Có người than ở trời lợi đằng xưa không có một món ăn, không có miếng nước uống. Tôi nói thì kiếm cho chùa nào mà có nước uống, có cơm ăn thôi thì kiếm. Tôi đâu có kêu, mà tới đây phải trả bài nữa. Năm giới ác, năm giới thiện mà không trả được thì đừng có lợi thâm tôi. Mà bài vở pháp lý mà không biết cũng đừng có thăm tôi. Nó thăm tôi thì phải biết mấy cái đó. Vậy thì tóm lại hôm nay tôi giảng như vậy để quý vị nhớ cái bốn đường ác ở trong con người mình ai cũng có hết. Mà nếu mình có ý chí mạnh mình vượt qua. Mà muốn vượt qua cái thứ nhất là phải thọ năm giới quy tam bảo. Cái thứ nhì là phải niệm Phật 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Rồi bây giờ cái tâm thanh tịnh bắt đầu mới nghe băng. Nghe băng tôi là quý dễ nhất cũng phải khỏi cần niệm Phật đó. Nó khó vậy đó. Còn không được phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Khỏi đếm, niệm Phật không. Thì cái tâm tương đối thanh tịnh. Mà bây giờ tôi thấy mà khỏi cần niệm Phật ở đây là chắc đếm từ đầu ngón tay chắc vài vị à. Anh đâu quý vị cứ lẫn quẩn hoài, tôi giảng tới giảng lui, lập tới lập lui hoài, quý vị cũng không ai rành hết. Không có ai cứu mình hết trơn, không ai thương mình bằng chính mình, dầu Đức Phật cũng vậy. Chứ đừng nói là tôi thương quý vị. Tôi chừng nào tôi xong A-la-hán là tôi mới có cái tình thương. Mà tình thương đó là chỉ đường cho rõ ràng thôi. Còn tôi vừa chỉ đường cũng chập chững loạn choạng, bây giờ tôi còn chưa đi hết mà. Thì thôi vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa tôi xin quý vị là có băng có đĩa đó, nghe tới nghe lui thì phải ăn nằm với nó, tức là phải có thì giờ thanh tịnh ngồi thiền, nhất là giờ đêm. Quý vị chú trọng vào niệm Phật không thì cũng nhất niệm vậy, nhưng mà nghe thêm giáo pháp thì nó tiến nhanh hơn, nó đốt giai đoạn hơn. Mà giáo pháp phải nghe là con người giảng chánh pháp á, tức là giảng về con người mình à. Còn mà chọc cười quý vị thì bây giờ thiếu gì pháp sư chọc cười, vỗ tay rình rang hết mà chả hiểu gì hết, mà chính pháp sư cũng không hiểu gì hết. Bây giờ trở về với mình tôi thấy ít ai trở về với mình à. Bây giờ phương tiện quá đầy đủ chạy ra bên ngoài. Thôi vậy rồi tôi một lần nữa cũng cầu xin quý vị cố gắng nghiền ngẫm pháp lý, nhất là phải thọ năm giới ăn 10 ngày chay. Tôi lặp lại vậy đó. Và tối phải để thì giờ nghe băng nghe đĩa, không phải một lần, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chục lần càng tốt. Chính tôi cũng vậy đó. Tôi đọc kinh cái quyển kinh mà tôi đọc tới nó cũng mềm hết. Đọc mà tới gục rớt kinh mà tôi cứ coi, mà tới chừng hiểu rồi nó mê. Tôi giờ rất mê kinh, coi đâu hiểu đó. Mà tôi còn có coi lại đó. Thủ Lăng Nghiêm là tôi coi mười mấy hai chục lần. Bây giờ tôi đang coi lại nữa. Thì thấy là con bây giờ tôi hiểu sâu hơn. Nó hay cái chỗ đó, mà coi một hai quyển kinh thôi, đừng coi nhiều. Tôi đi tới đi lui trung bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Duy thức có bao nhiêu ra làm tới làm lui hoài, mấy quyển kinh kia tôi không có coi. Rồi tôi đi sâu à, sâu hun hút, đụng tới A-la-hán, đụng tới Như Lai à. Chứ không phải tôi đi phớt phớt được. Cái đó trong kinh không có nói. Mình phải suy gẫm. Mà ai mà suy gẫm bằng tôi.
tôi rảnh rang nhất. Suốt ngày tôi đâu có làm gì, đi bát, tôi ngồi thiền. Hồi xưa bị Phật tử, bây giờ tôi không tiếp nữa. Tôi giao cho mấy sư nhỏ làm trụ trì, nó cực cái tiếp. Bây giờ các nơi nó xuống này nó kiếm, mà tôi phải triệu ông Minh Minh Hiệp về thay thế tôi. Kiếm nó ông là ông, tôi trẻ mà không còn lâu rồi, tôi sắp vô lò thiêu rồi. Quý vị bây giờ trở nó, trời ơi, lên hòa thượng ngon lành có phải làm việc của nó, hòa thượng lò thiêu, nó hòa thượng gì cũng sắp sửa chết rồi, đâu có sống lâu nữa. Mà bây giờ tôi bế quan tỏa cảng à, quý vị đừng có mong kiếm gặp tôi. Ngoài cái bữa muốn kiếm tôi đó thì ngay giữa tháng và cuối tháng, có hai ngày đó là tôi khỏe, tôi phải lên thôi. Với những cái chỗ pháp hội thỉnh của như Hoàng Pháp ở Trà Cuông hoặc Hàng Ngọc Trường thôi. Bây giờ ở Vĩnh Long thỉnh nữa, tôi không biết tính sao. Chùa Hạ trở nở tăng ni à, thì bữa 12 là 2 tháng này à, thì tôi cũng lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Thì bây giờ nhiều người ta rất tha thiết pháp, nhưng mà tha thiết chứ không chịu nghiền ngẫm, cũng ổn nhỉ. Vì nghe qua rồi thôi, nghĩ vậy là được rồi, đâu có được. Trời ơi, nghe cầu mà nghe tới nghe lui 30-40 lần, còn không thì coi kinh. Thì tôi thích coi kinh à, chứ đĩa băng rồi tôi không có nghe. Mà kinh mà viết cho đúng nó có vài vài chục vị à. Tôi lên giờ tôi coi biết bao nhiêu, tôi thấy người nào nó viết trật lất hết à. Có những người nổi tiếng như Tâm Minh, Lê Đình Thám, Nguyễn Duy Cần, Trúc Thiên, chỉ có những người đó là viết đúng rồi. Còn mấy tay sau này học tiến sĩ gì về viết trật lất hết trơn. Tôi nói là tôi đúng 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 à. Vậy là thôi, trước khi dứt lời thì một lần nữa tôi xin cầu chúc cho, cầu cho cô Dương Thị Nguyệt Lan, 62 tuổi, pháp danh là Ngọc Hương, mất ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Thìn nhuận, cũng như tất cả phương danh mà ông Dương Dân Thái đã đọc, và pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.